Xin chào các bạn. Điều 4 của luật đất đai năm 2024 đã loại bỏ hộ gia đình khỏi người sử dụng đất. Theo đó, người sử dụng đất theo luật đất đai mới thì chỉ có cá nhân và tổ chức, hộ gia đình không còn xuất hiện nữa. Thế thì câu chuyện rất nhiều người thắc mắc về quyền lợi đó là những cái sổ đỏ đã cấp cho hộ gia đình thì sau đó sẽ giải quyết thế nào, và quyền lợi của các thành viên trong hộ gia đình sẽ phải áp dụng cách thức nào để xử lý. Bằng video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái hướng giải quyết. Khi mà có những sự thay đổi đặc biệt lớn, và đây là cái việc là loại bỏ hẳn một người sử dụng đất, thì câu chuyện là luật đất đai phải đưa ra những quy định để xử lý tình huống này. Theo đó, điều 259 của luật đất đai năm 2024 đã nêu rõ, khi mà cái sổ đỏ đã cấp cho hộ gia đình rồi thì sau đó những cái người trong thành viên của hộ gia đình này sẽ được xác định là một nhóm người sử dụng đất và có những cái quyền lợi nghĩa vụ theo quy định tại điều 27 của luật đất đai. Tức là thay bằng việc cái sổ đỏ ghi tên hộ gia đình thì cái sổ đỏ mới của hộ gia đình đó sẽ được điều chỉnh thành tên từng thành viên trong gia đình, bao gồm bố, mẹ, con, cái, cháu chẳng hạn. Và chúng ta xác định rõ là sẽ có từng thành viên được ghi rõ tên, tuổi, địa chỉ. Và đây là một nhóm người sử dụng đất có quyền lợi nghĩa vụ ngang nhau đối với cái giấy chứng nhận sử dụng đất, đối với cái quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình cá nhân. Ngay cả những cái quyết định, những cái giấy tờ bồi thường cho cái đất mà có hộ gia đình thì cơ quan chức năng cũng phải ghi tên thành từng thành viên và loại bỏ hoàn toàn yếu tố là hộ gia đình sử dụng đất. Một câu chuyện phức tạp nữa sẽ xảy ra, đó là làm thế nào để chúng ta minh định được là trong cái hộ gia đình ông A, hộ gia đình ông B này có bao nhiêu thành viên, có thành viên nào có quyền sử dụng đất, thành viên nào không có quyền sử dụng đất, và dựa vào cái gì để chúng ta xác định đấy là thành viên có quyền lợi. Thưa mấy các bạn, luật đất đai cũ thì có quy định các điều kiện sau để xác định một thành viên của hộ gia đình sử dụng đất, bao gồm 3 yếu tố. Thứ nhất, đó là quan hệ. Họ phải là những người nằm trong 3 mối quan hệ: hôn nhân, huyết thống và nuôi dưỡng. Đấy là 3 cái quan hệ chính. Và họ phải đang chung sống. Điều kiện thứ 3, đó là đang chung sống trong cái thời điểm được giao đất, được có cái quyền sử dụng đất. Như vậy, có 3 yếu tố chính: quan hệ, đang chung sống và có quyền lợi trong cái việc được giao đất, được cấp đất. Đây là cái điều kiện để chúng ta có thể rất dễ dàng minh định một người là thành viên hay không phải thành viên. Chúng ta có thể lấy một ví dụ như này. Có một cô con dâu được cưới về. Thế thì người này có quan hệ hôn nhân với một người con, có thể đang chung sống tại cái thời điểm đó. Tuy nhiên, cái sổ đỏ, tôi nói là cái sổ đất nông nghiệp chẳng hạn, thì trong trường hợp này là cấp cho hộ gia đình. Nhưng mà sổ đỏ cấp cho hộ gia đình đó thì liệu cái người con dâu này có quyền lợi không? Bằng cái cách thức xác định của tôi thì tôi cho rằng là người con dâu này sẽ không phải là thành viên của hộ gia đình có quyền sử dụng đất. Vì sao? Vì người này ấy đã ở địa phương khác về chẳng hạn, hoặc là ở nơi khác thì người này đã có đất rồi, đã được giao đất theo định xuất, theo các cái nghị định 64 rồi, thì nay về đến đây, đúng không? Có thể là có quan hệ, có thể thỏa mãn điều kiện thứ nhất, đó là có quan hệ hôn nhân, đang chung sống, nhưng lại không thỏa mãn cái điều kiện là cùng có quyền sử dụng đất, vì cô này không phải là người được giao đất dù là thành viên hộ gia đình. Do vậy, với cái cách thức xác định đủ 3 điều kiện đó thì chúng ta có thể làm rõ cái vấn đề là ai là thành viên của hộ gia đình sử dụng đất để giải quyết cái quyền lợi của mình. Trên đây là những cái chia sẻ của tôi để chúng ta có thể hiểu rõ được cái cách thức xác định thành viên hộ gia đình sử dụng đất, những cái thay đổi của luật đất đai và cái phương án giải quyết đảm bảo cho đất hộ gia đình trở thành đất của các thành viên và đảm bảo quyền lợi cho những người sử dụng đất. Xin cảm ơn các bạn.